Bạn đang xem Người Đưa Tin TV. Rạng sáng ngày 13 tháng 6, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội, khiến một nạn nhân tử vong tại chỗ. Theo người dân có mặt tại hiện trường vụ việc cho biết, vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, tại khu vực cuối đường Dương Đình Nghệ, một xe tải mất lái đã đâm vào người đàn ông điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 24T10793 rồi bỏ chạy. Hậu quả, nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc. Cảm ơn bạn đã xem Người Đưa Tin TV.